Xin chào tất cả các bác, hay có thể nói dài dòng hơn là chào tất cả các cô, các chú, các anh, các chị, các em và các bạn thân mến của tôi. Hôm nay là một ngày rất đặc biệt. Thì bây giờ tôi, trước khi đi vào cái việc chính, tôi sẽ gọi cho một người cũng rất là đặc biệt. Các bác nha, các bác đợi tôi một tí, hy vọng là sẽ bắt máy ngay. Không nghe máy, gọi tiếp lần thứ hai. Hello. Chị Trang à? Anh thêm đâu chị ơi? Anh thêm ở nhà. Cho em gọi anh thêm tí xem nào. Đang sửa máy sát đây này. Sửa máy sát á? Ơi. Anh thêm à? Ơi. Sửa máy sát à? Bị sao đấy anh? Thúng sáng mà. Thế à, thế châu hôm nay mổ xong rồi gì? Đang sấy rồi gì anh? Vâng. Thì cứ sấy thôi. Thế Toản nay nó bán hết thịt không? Đã đó. Toản nay nó có bán hết được bạc nhạc không? Sáng hôm nay đi phun ruộng không đi bán được thì không chuyện với son sáng mà. À thế Toản nay đang mải làm ruộng à? Vâng. Tưởng nó đấy đang thông báo là hôm nay có cái tin vui là các cái phim của anh em mình làm từ trước đến giờ là được huy chương vàng đấy. À được huy chương vàng. Huy chương vàng đấy. À thế hôm nào anh em mình cùng uống thôi. Đấy bảo báo trước cho bọn Toản thì bảo huy chương vàng đấy, hôm nào anh em mình phải uống say thôi. Vâng. Nhá, thế thông báo thế còn lại tối gọi thằng Toản sau nhá, biết là có huy chương vàng nhá. Đến tối anh ở trên đây ăn mừng nhá. À, tối ăn mừng trước đi cũng được, ăn hết thịt trâu trên giàn đi cũng được. Vâng, mẹ là ăn hết nha. Nhá. Vâng. Nhá. Vâng. Dạ. Huy chương vàng các bác ạ. Tôi vừa trêu anh thêm là các phim của anh em chúng tôi làm đã được huy chương vàng. Thật ra là cái nút là hiện tại đến bây giờ là cũng phải thông báo với các bác rằng là tất nhiên là các bác có thể nhìn thấy ngay rồi ở dưới cái phần tên của tôi trên kênh YouTube ấy, kênh tên Hoa Văn Phút ấy, là chúng ta đã đạt được 1 triệu subscriber, tức là 1 triệu người đăng ký. Đối với tôi thì số 1 triệu đó nó rất là lớn. Tôi trước giờ chưa bao giờ nghĩ đến và cũng chưa đặt cái mục tiêu lớn như thế đâu. Đây là tất cả những cái tình cảm của các anh chị em ở khắp mọi miền Tổ quốc, cũng như các anh chị em người Việt sống ở nước ngoài, dành cho Tây Bắc, dành cho những anh chị em chúng tôi. Với những cái chuyến đi, những cái món ăn hoặc là những cái sản phẩm chúng tôi khai thác để cung cấp cho các bác. Thì 1 triệu subscriber là một con số
nó thật sự là nó quá ấn tượng đối với anh em tôi. Tôi vừa gọi cho anh thêm ấy, thật ra bây giờ tôi cũng rất là xúc động đấy, bởi vì tôi không nghĩ rằng là cái chúng tôi làm lại được các bác ghi nhận, đón nhận và trân trọng như thế. Thôi thì cảm ơn bao nhiêu thì nó cũng không là đủ. Thì tôi cũng thay mặt các anh em trên bàn, các chị em trên bàn là gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tất cả các anh, các chị, các cô, chú, các bạn và các em ở khắp mọi miền đã đồng hành cùng tôi trong suốt 5 năm vừa qua. Thì lẽ ra là hôm nay là tôi đang ở trên bàn rồi, đúng ngày hôm nay tôi trên bàn là liên hoan trên bàn lớn ấy, bởi vì là cuối năm tất niên cùng với việc kết hợp ăn mừng cái việc cột mốc lớn là 1 triệu người đăng ký này. Nhưng mà công việc hiện tại giờ đến cuối năm rất là bận. Tôi đi, tôi cũng biết rằng là những cái năm, những cái ngày cuối năm này đi, cái tinh thần của mình nó không yên tâm thế nào. Nên tôi bảo anh thêm rồi là hẹn đến anh em đến dịp sau Tết là chúng ta sẽ liên hoan một buổi trên bàn cùng tất cả các anh chị em mời đến. Ta sẽ làm một buổi sau Tết các bác nha. Thế còn đến bây giờ thì 1 triệu subscriber tức đồng nghĩa việc là chúng ta sẽ có một cái nút vàng rất là lớn của YouTube sẽ gửi tặng. Đó là một cái món quà tinh thần vô giá, không có gì mua được, tiền bao nhiêu không thể mua được cái tình cảm đấy đâu. Nó đổi sang từ 1 triệu subscriber là 1 triệu trái tim của tất cả các anh chị em miền yêu Tây Bắc đồng hành cùng bà con chúng tôi, anh em tôi. Hôm nay tôi làm cái video ngắn gọn thế thôi. Thế còn lại thời gian tới, sang năm tới, kế hoạch năm tới thì thôi, để sau này tôi sẽ dần dần tôi nói những kế hoạch của năm tới, những cái mục tiêu mới và những cái điều tôi sẽ cố gắng mang đến cho các bác, cũng như là đóng góp cho cộng đồng trên YouTube cũng như cộng đồng trên Facebook nó có những cái thông tin hữu ích hơn, những cái chương trình nó thú vị hơn các bác nhé. Thế còn bây giờ thì tôi xin phép là tôi phải ra cửa hàng làm việc ngay. Một lần nữa xin gửi lời cảm ơn tất cả các bác, các anh em thằng Toàn bây giờ nó đang đi cày ruộng, nó mà biết thì nó sẽ mừng lắm đấy, thằng này nó đi vui mà. Còn anh thêm hôm nay trên bàn đang làm trong các bếp rồi, mai là gửi về các bác nha. Xin chân thành cảm ơn rất nhiều các bác, 1 triệu trái tim có thể là liên tục sẽ tôi mong chờ là sẽ liên tục con số này, các anh em sẽ biết đến Tây Bắc nhiều hơn và tiếp tục sẽ tăng lên nữa cho những năm tiếp theo như 2018, 2019, 2020 gì đó. Cảm ơn các bác nha, thật sự là cảm ơn tất cả. Một lần nữa xin nói tình cảm ơn là xin chân thành cảm ơn các cô, các chú, các bác, các anh em, các bạn ở khắp mọi miền Tổ quốc cũng như cái cộng đồng người Việt mình ở nước ngoài dành cho tôi những tình cảm như thế. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn. Tôi xin phép lại tiếp tục công việc hàng ngày, tay chân đóng gói gửi hàng cho các bác nhé. Anh em trên bàn đang lao động, tôi Hà Nội đang lao động, tiếp tục làm việc 5 năm, 10 năm nữa không sao cả, lao động là vinh quang của các bạn. Xin thành cảm ơn, chúc luôn thắng lợi, chúc luôn thắng lợi. Cảm ơn các bạn.